Mỹ tăng thuế chống bán phá giá đối với 5 nhà xuất khẩu cá ba sa Việt Nam. Ngân hàng Thế giới chi 51,5 triệu đô cho Việt Nam về kết quả giảm carbon. CSW kêu gọi trả tự do cho 2 nhà hoạt động Khmer Krom. Công nương Kate cho biết bà đang hóa trị sau khi phát hiện ung thư. Hơn 1 triệu người Ukraine mất điện sau các cuộc không kích của Nga. Singapore không vận đợt viện trợ nhân đạo đầu tiên tới Gaza. Hơn 70 người Rohingya chết hoặc mất tích sau vụ lật thuyền ngoài khơi Aceh của Indonesia. Hoa anh đào nở rộ tại bảo tàng phân của Nhật Bản. Bộ Thương mại Mỹ, tức DOC, mới đây thông báo họ tăng thuế chống bán phá giá đối với 5 nhà xuất khẩu cá ba sa ở Việt Nam sau giai đoạn rà soát hành chính. Những công ty phải chịu mức thuế cao hơn là Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ, Tập đoàn Cafatex, Tập đoàn Hùng Vương và các hãng liên kết, Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Quốc tế, Công ty Cổ phần Thủy sản Lọc Kim Chi, theo kết quả rà soát của DOC mà VOA xem được qua công báo liên bang. Văn bản của DOC nói rằng họ xác định 5 công ty kể trên bán sản phẩm cá phi lê vào Mỹ với các mức giá thấp hơn giá trị bình thường trong giai đoạn bị rà soát. Như vậy, họ phải chịu mức thuế riêng là 0,18 đô la trên mỗi kg. Mức thuế mới cao hơn so với mức trước đây là 0,14 đô la trên 1 kg, vốn đã được áp dụng đối với 5 công ty nêu trên và các hãng xuất khẩu khác được DOC xếp chung vào danh sách các pháp nhân trên toàn Việt Nam. Trong năm 2023, giá trị thủy sản của Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ đạt 1,56 tỷ đô la, giảm gần 27% so với năm 2022, theo Tổng cục Hải quan Việt Nam. Mặc dù vậy, con số đó vẫn cao hơn giá trị thủy sản xuất khẩu của Việt Nam sang Nhật Bản và Trung Quốc, lần lượt là 1,51 tỷ đô la và 1,34 tỷ đô la. Tổng cục Hải quan dự báo rằng xuất khẩu thủy sản của Việt Nam trong năm 2024 sẽ phục hồi, kể cả ở thị trường Mỹ, song cũng nhận định rằng trong khi nhu cầu nhập khẩu của Mỹ tăng, thủy sản Việt Nam sẽ phải cạnh tranh gay gắt với sản phẩm của các nhà cung cấp khác, ví dụ như tôm Ecuador và Ấn Độ. Ngân hàng Thế giới, tức World Bank tại Việt Nam, hôm 21 tháng 3 ra thông báo rằng Việt Nam đã nhận được khoản thanh toán 51,5 triệu đô la vì quốc gia này được xác minh đã giảm phát thải 10,3 triệu tấn carbon từ đầu tháng 2 năm 2018 đến hết năm 2019, báo điện tử Chính phủ và một số báo trong nước đưa tin. Việt Nam đạt được các kết quả giảm phát thải được xác minh, hay còn được gọi là tín chỉ carbon, thông qua chương trình hạn chế mất rừng và suy thoái rừng và tăng cường lưu trữ carbon thông qua trồng và tái tạo rừng, tin cho hay. Theo báo điện tử Chính phủ, Việt Nam là nước đầu tiên ở khu vực Đông Á-Thái Bình Dương nhận được khoản thanh toán từ Quỹ Đối tác Carbon Nông nghiệp, tức FCBF của WB, căn cứ vào kết quả giảm phát thải. Đây là khoản chi trả đơn lẻ lớn nhất từng có từ Quỹ FCBF cho các kết quả giảm phát thải đã được xác minh và có chất lượng cao. Các bản tin trong nước dẫn lại thông báo của WB. Số tiền 51,5 triệu đô la đó, theo WB, sẽ mang lại lợi ích cho hơn 70.500 chủ rừng và hơn 1.300 cộng đồng sống gần rừng thông qua kế hoạch chia sẻ lợi ích rộng rãi được xây dựng qua quá trình tham vấn minh bạch với nhiều bên tham gia. Việt Nam đạt được 16,2 triệu tín chỉ cho giai đoạn 2018-2019, cao hơn 5,9 triệu so với khối lượng 10,3 triệu trong thỏa thuận chi trả giảm phát thải. Việt Nam có thể bán khối lượng giảm phát thải thừa ra kể trên cho bên thứ ba thông qua các hiệp định song phương hoặc thị trường carbon. Hôm 21 tháng 3, Tổ chức Đoàn kết Công giáo Toàn cầu, tức CSW, kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do ngay lập tức và hủy bỏ bản án đối với 2 nhà hoạt động Tô Hoàng Chương và Thạch Cương. Như VOA đã đưa tin, 2 nhà hoạt động Khmer Krom này bị một tòa án ở huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh xét xử hôm 20 tháng 3 sau khi họ tổ chức các khóa học và phân phát tài liệu về quyền của người bản địa theo Công ước Quốc tế. Ông Tô Hoàng Chương, 38 tuổi, bị kết án 4 năm tù và ông Thạch Cương, 37 tuổi, bị kết án 3 năm rưỡi tù cùng với tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự. Ông Marvin Thomas, Chủ tịch sáng lập CSW, nói trong một thông cáo, việc chính phủ Việt Nam đàn áp các dân tộc thiểu số và tôn giáo không có dấu hiệu chậm lại. Chỉ cách đây vài tuần, chính phủ đã liệt 2 tổ chức nhân quyền của người thượng vào danh sách khủng bố. Chúng tôi lên án chính phủ Việt Nam vì sự trấn áp và đàn áp trắng trợn, dai dẳng nhằm vào các dân tộc thiểu số và tôn giáo, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế buộc chính quyền Việt Nam với tư cách là thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc phải tuân thủ các tiêu chuẩn nhân quyền, ông Thomas nhấn mạnh. Chúng tôi kiên quyết phản đối, bác bỏ những cáo buộc vô căn cứ, có dụng ý, định kiến xấu nhằm vào Việt Nam. Phó Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam Đoàn Khắc Việt hôm 22 tháng 3 trả lời câu hỏi của VOA về phát biểu của CSW. Người Khmer Krom chủ yếu theo Phật giáo Nam Tông và không được chính quyền Việt Nam xem là người bản địa. Theo các nhóm nhân quyền quốc tế, người Khmer Krom cũng giống như tình trạng của nhóm dân tộc thượng ở Tây Nguyên phải đối mặt với những hạn chế nghiêm trọng về quyền tự do ngôn luận, tự do lập hội, nhóm họp và đi lại. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA. Để nhận các thông báo video mới nhất trên kênh YouTube của chúng tôi, sau khi nhấn đăng ký subscribe, xin hãy nhấn vào hình chuông bên góc phải ngay dưới video. VOA liên tục cập nhật các thông tin trung thực, đa chiều về tình hình Việt Nam và thế giới. Thời tiết khu vực Nam Bộ mùa này nắng nóng, người dân và du khách kéo nhau ra các bãi biển của thành phố Vũng Tàu. Du khách hữu thiện chia sẻ rằng tranh thủ cuối tuần mấy gia đình tụ họp rủ nhau làm chuyến đi Vũng Tàu hóng gió, tắm biển cho mát. Nắng ngày nay thì nói chung là ngay từ mình cũng muốn đi chứ con cháu thì nó rất muốn rồi, còn mình thì còn muốn hơn nữa. Đấy, cũng cùng đi với con cháu cho nó vui. Cái lượng khách thì thấy như giữa này nào đã như thế này thì về chiều ấy thì tôi thấy là rất là đông. Một du khách đến từ Cần Thơ cho biết gia đình ông ra đây chơi dịp cuối tuần nhân việc con cái được nghỉ học. Mình ở Cần Thơ, tại vì mấy đứa nhỏ nó nghỉ học thứ bảy á, cái dặn nó đi lên Vũng Tàu chơi. Hôm qua đi 2 giờ xong tới thành phố 8 giờ tối, xong mà ở nhà bà nội á, xong rồi mới sáng là 6 giờ đi lên tới đây cỡ 8 giờ. Đi đem đồ theo ấy xong rồi chiều về. Du khách Xuân Khanh thì nói rằng với sóng và gió biển ở thành phố du lịch nổi tiếng của xứ Đông Nam Bộ này thì thư giãn với thiên nhiên hậu đãi là lựa chọn thú vị ở chuyến du lịch của ông từ sự rủ rê của người thân đang ở Vũng Tàu. Anh thấy mọi người ở đây rất vui vẻ vì có mấy người em ấy giới thiệu nói ở đây có biển với đặc sản mấy món đặc sản ấy nên tới đây chơi. Không, anh ra đây chụp hình thôi, còn tạm thì anh không. Trong mắt du khách hữu thiện thì bãi biển Vũng Tàu thoáng đãng, sạch sẽ và có giá cả dịch vụ là phải chăng. Nói chung là đi thì anh em con cháu cùng nhau đi, vợ chồng con cái cùng nhau đi cũng sắm sửa một chút đỉnh. Nói chung là cũng mất cây là ít thôi, nói chung là vài 3 triệu gì đó. Thì nói chung là anh chị em chúng tôi gây là và con cháu đi xuống biển nay xuống rất là vui và rất là thấy đẹp và thấy cây là biển ngay là sáng sủa sang trang đẹp. Theo quan sát, thời tiết ở các bãi biển của Vũng Tàu thuận tiện cho việc tắm biển với gió mát và sóng không quá lớn. Vài tháng tới đây thì bãi biển Vũng Tàu sẽ bước vào mùa cao điểm du lịch khi học sinh bắt đầu kỳ nghỉ hè. Kate, công nương xứ Wales của Anh ngày 22 tháng 3 cho biết đang trải qua hóa trị phòng ngừa sau khi các xét nghiệm được thực hiện sau cuộc phẫu thuật vùng bụng quan trọng vào tháng 1 năm nay, cho thấy có dấu vết của ung thư. Kate, 42 tuổi, vợ của Thái tử William, là người thừa kế ngai vàng nước Anh, đã phải nằm viện 2 tuần vào tháng 1 sau một cuộc phẫu thuật đã được lên kế hoạch trước đó. Cuộc phẫu thuật được công bố là thành công, không liên quan đến ung thư nhưng không xác định cụ thể là gì. Tuy nhiên, trong một đoạn video ngắn, bà Kate cho biết các xét nghiệm tiếp theo cho thấy bệnh ung thư đã được phát hiện, nhưng bà nói mình đã khỏe và ngày càng khỏe hơn. Vua George tiết lộ vào tháng 2 rằng ông cũng phải điều trị bệnh ung thư, nghĩa là ông phải hoãn lại các nghĩa vụ công cộng của hoàng gia. Văn phòng của công nương, Điện Kensington, nói sẽ không cung cấp thêm thông tin chi tiết về loại ung thư. Văn phòng cho biết công nương đang trong quá trình hồi phục và quá trình hóa trị phòng ngừa đã bắt đầu vào tháng 2. Sau khi phẫu thuật, cung điện cho biết công nương Kate sẽ không trở lại thực hiện nhiệm vụ chính thức cho đến sau lễ phục sinh. Nhưng sự vắng mặt của bà trong đời sống công cộng đã gây ra nhiều đồn đoán trên mạng xã hội. Bà và Thái tử William muốn có sự riêng tư về căn bệnh ung thư cho đến khi các con của họ, Hoàng tử George 10 tuổi, công chúa Charlotte 8 tuổi và Hoàng tử Louis 5 tuổi, bắt đầu kỳ nghỉ học vào ngày 22 tháng 3. Công nương Kate đã không xuất hiện tại một sự kiện công cộng nào kể từ khi bà cùng các thành viên khác của gia đình hoàng gia tham dự buổi lễ tại nhà thờ vào ngày Giáng sinh. Hơn 1 triệu người dân trên khắp Ukraine không có điện sau khi các cuộc không kích qua đêm của Nga vào các cơ sở năng lượng, một quan chức hàng đầu của Tổng thống cho biết hôm 22 tháng 3. Ông Alexei Kuleba, Phó Giám đốc Văn phòng Tổng thống, nói các cuộc tấn công đã ảnh hưởng đến khoảng 700.000 cư dân ở khu vực phía đông Kharkiv, ít nhất 200.000 người ở khu vực phía nam Odessa và phía đông nam Dnipropetrovsk và 110.000 người khác ở khu vực miền trung Poltava. Nga đã thực hiện hơn 15 cuộc tấn công vào các cơ sở năng lượng ở Kharkiv, khiến phần lớn thành phố bị mất điện. Mất điện gây ra các vấn đề về cấp nước và làm gián đoạn mạng lưới giao thông điện trong thành phố, tàu điện ngầm và xe buýt điện. Singapore cho biết lực lượng không quân và lục quân của họ đã tiến hành đợt thả hàng cứu trợ đầu tiên vào Gaza vào ngày 20 tháng 3 như một phần của đợt hỗ trợ nhân đạo thứ 3 của nước này cho vùng đất vốn đang bị bao vây. Lực lượng không quân Cộng hòa Singapore và lục quân Singapore đã hoàn thành việc thả du với lực lượng không quân Hoàng gia Jordan, Bộ Quốc phòng nước này cho biết trên trang mạng X. Bộ trưởng Quốc phòng cấp cao của Singapore Muhammad Jaqi cho biết gói hàng nhân đạo bao gồm các gói bữa ăn và các vật phẩm quan trọng, bao gồm vật tư và thiết bị y tế, được tổng hợp với sự tham vấn chặt chẽ của Jordan dựa trên nhu cầu thực tế ở Gaza. Hơn 70 người Rohingya được cho là đã chết hoặc mất tích sau khi một chiếc thuyền chở họ bị lật ngoài khơi bờ biển tỉnh Aceh của Indonesia, trong khi 75 người đã được cứu, cơ quan tị nạn UNHCR cho biết trong một tuyên bố bằng văn bản ngày 22 tháng 3. UNHCR nói trong một tuyên bố chung với Tổ chức Di cư Quốc tế rằng nếu số người chết được xác nhận thì đây sẽ là tổn thất nhân mạng lớn nhất từ đầu năm tới nay. Báo động được đưa ra hôm 20 tháng 3 khi ngư dân giải cứu 6 di dân. Một cộng đồng ngư dân ở Aceh cho biết họ đã đứng trên thân tàu sau khi nó bị lật úp do thủy chiều dâng cao. Dữ liệu của UNHCR cho thấy hơn 2.300 người Rohingya đã đến Indonesia vào năm ngoái, vượt qua số lượng người đến trong 4 năm trước đó cộng lại. UNHCR cho biết vào tháng Giêng rằng con số ít nhất 569 người Rohingya đã chết hoặc mất tích trong năm 2023 khi cố gắng chạy trốn khỏi Myanmar hoặc Bangladesh, là cao nhất kể từ năm 2014. Hoa anh đào nở rộ vào ngày 22 tháng 3 tại bảo tàng phân nổi tiếng của Nhật Bản, nơi du khách lớn tiếng hô vang phân khi họ vui mừng tham gia một sự kiện có chủ đề hoa anh đào. Sakura là từ tiếng Nhật có nghĩa là hoa anh đào. Một ngọn núi lửa phân khổng lồ nằm ở trung tâm bảo tàng Unko, một cơ sở giải trí có chủ đề chuyên về phân, hiển thị hình ảnh hoa anh đào thông qua bản đồ chiếu hình. Bảo tàng tắt đèn và du khách hô vang Unko có nghĩa là phân trong tiếng Nhật, cho đến khi hoa nở rộ và những quả bóng nhựa tượng trưng cho phân phun ra từ núi lửa. Nana Kaneko, học sinh 19 tuổi, người đang tự chụp ảnh với một người bạn đang cầm những bức tượng nhỏ bằng phân, nói: "Cho đến khi hoa anh đào nở rộ, chúng tôi gọi Unko, và sau đó rất nhiều phân bay ra khi chúng nở rộ. Điều này thật dễ thương." Các hoạt động khác bao gồm ngồi trên bệ toilet màu cầu vông, hét lên chữ Y, càng lớn càng tốt. Ngay trong gian phòng có tên hét Y và để lại một tin nhắn viết lên tường được trang trí bằng hàng chục khu vực 4 cấu nhỏ. Masaru Kobayashi, chủ tịch bảo tàng Tanoshi, người điều hành bảo tàng Unko, nói bảo tàng đã quyết định tổ chức một sự kiện khác theo chủ đề hoa anh đào trong năm nay do sự phổ biến của mùa hoa anh đào ở Nhật Bản, bao gồm cả khách du lịch nước ngoài. Tôi nghĩ đây sẽ là một trải nghiệm thực sự đối với khách hàng nước ngoài, nên chúng tôi quyết định thử lại lần thứ hai. Chủ đề hoa anh đào sẽ kéo dài đến giữa tháng 4. Một không gian tiểu học ở thành phố Springfield, ngoại ô thủ đô nước Mỹ. Chiều ngày 19 tháng 3, thư viện của trường mở rộng cửa đón hàng trăm phụ huynh và các em nhỏ hiện đang theo học trong trường tới tham dự chương trình hội chợ sách mùa xuân thường niên. Tới với chương trình này, các bạn nhỏ có thể tìm thấy đủ loại sách, từ các loại truyện tranh với những nhân vật hoạt hình được nhiều người yêu thích, cho tới cả các loại tiểu thuyết dành cho trẻ nhỏ được giới thiệu và bán với giá chỉ vài đô la để khuyến khích các em đọc sách. Tôi thấy chương trình này tạo ra sự thú vị và hấp dẫn dành cho bọn trẻ. Từ đó chúng tôi yêu việc đọc sách hơn. Con gái tôi hiện đang học mẫu giáo ở đây. Hy vọng từ những chương trình này, nó sẽ yêu mến việc đọc ngay từ bây giờ. Ngoài ra, chương trình còn có thêm một ý nghĩa khác. Hội chợ sách này có quá nhiều sách. Hơn thế thì đây cũng là một hoạt động gây quỹ cho thư viện của trường để họ có nhiều chương trình khuyến khích các em đọc sách hơn nữa. Mặc dù hội chợ sách chỉ diễn ra trong vòng 2 giờ đồng hồ vào cuối buổi chiều sau khi các em đã tan học, nhưng phần lớn các bậc phụ huynh đều tranh thủ bố trí thời gian đưa con em quay trở lại trường để tham dự. Các bậc phụ huynh có thể bỏ một số tiền nhỏ ra mua cho con em mình những cuốn sách mới được phát hành theo sở thích của chúng hay nhận về miễn phí một số đầu sách phù hợp để khuyến khích các em đọc thêm ở nhà sau giờ học. Điều quan trọng nhất của hội chợ sách này là tạo ra thói quen đọc sách cho các em, từ đó các em sẽ ghé thăm thư viện thường xuyên hơn để có thể mượn về những cuốn sách mà mình yêu thích. Chúng tôi cũng đặt mục tiêu trong việc tăng số lượng về đầu sách, ngoài chương trình mà các em đọc mỗi năm. Hy vọng qua những hội chợ sách như thế này, các em sẽ dành nhiều thời gian hơn nữa cho việc đọc sách. Việc đọc sách không chỉ được khuyến khích trong học đường, mà thực tế ở khu vực thủ đô Washington, mỗi khu vực tập trung đông dân cư đều có một thư viện công phục vụ hoàn toàn miễn phí. Khi tới với các thư viện như thế này, bạn thậm chí có thể tìm thấy các loại sách bằng chính ngôn ngữ của mình. Ví dụ như cộng đồng gốc Việt sinh sống trong vùng có thể dễ dàng tìm thấy các loại sách tiếng Việt được in từ vài thập niên trước cho tới những cuốn sách mới được in tại Việt Nam. Nhờ sự đa dạng trong việc tiếp cận bạn đọc mà các hội chợ sách và các thư viện công ở Mỹ thường thu hút đông đảo phụ huynh học sinh bất chấp cuộc sống công nghiệp bận rộn và thói quen online mỗi ngày. Điều tôi yêu thích ở công việc thu hoạch cỏ rong trên biển, điều mà tôi đã làm từ khi còn nhỏ, đó là cả cộng đồng cùng nhau đoàn kết. Chúng tôi phải nuôi ăn 15 cái miệng đang đói này bằng cách thu hoạch những luống rong biển xinh đẹp. Chúng là nguồn cung cấp năng lượng từ thực vật tuyệt vời. Chúng ta sẽ đi xuống Homer và bắt một chiếc thuyền băng qua vịnh và hái rong biển để làm rong biển cho cả năm. Ionia giống như một nơi trú ẩn an toàn mà chúng ta đã tạo ra cách đây 30 năm. Một nhóm chúng tôi tìm thấy nhau trong phong trào mang tên Thực dưỡng ở Boston, và chúng tôi có điểm chung là gặp khó khăn để phát triển và tồn tại trong thế giới hiện đại. Vì vậy, chúng tôi đã tạo ra ngôi làng nhỏ này, nơi chúng tôi có thể ăn những món ăn đơn giản và hòa mình với thiên nhiên, đồng thời học cách sống với nhau tử tế hơn để chúng tôi thực sự có thể tìm thấy sự hỗ trợ mà chúng tôi cần và tạo ra một thế giới phù hợp hơn đối với chúng tôi, một thế giới mà chúng tôi muốn con cái mình và cả chúng tôi cùng lớn lên trong đó. Chúng tôi có ước mơ về một ngôi làng ở nông thôn, nhưng tất cả chúng tôi đều là người thành thị. Chúng tôi không biết làm thế nào để biến điều đó thành hiện thực. Chúng tôi không có tiền và mọi thứ đều bế tắc. Và chúng tôi nghe nói có đất hoang miễn phí ở Alaska. Và chúng tôi nghe nói có một quỹ được gọi là Quỹ Thường trực Alaska, một khoản thanh toán nhỏ cho mọi đàn ông, phụ nữ và trẻ em diễn ra hàng năm. Không phải tôi, nhưng một vài người khác nảy ra ý tưởng. Một ý tưởng điên rồ là đi đến Alaska và thử xây dựng nhà ở. Lúc đầu tôi khá là miễn cưỡng, nhưng sau vài năm tôi đã phải lòng vùng đất này. Chúng tôi đã tìm thấy vùng đất này. Nó không miễn phí. Chúng tôi phải bỏ ra $300 chi phí ban đầu và đóng $300 mỗi tháng. Chúng tôi có đủ khả năng. Và chúng tôi đã sử dụng quỹ cố định trong năm đầu tiên, rất nhiều, bởi chúng tôi có khá nhiều người. Chúng tôi gom số tiền đó lại với nhau và thấy là, chà, cả đời này chúng tôi chưa từng cầm nhiều tiền như thế. Mỗi ngày lại là một ngày mới. Tôi yêu ngôi làng trong mơ này. Tôi nghĩ rằng đây là một cách tuyệt vời để sống trên hành tinh này. Và tôi hy vọng rằng Ionia có thể là một tấm gương nhỏ để cho những thử nghiệm, những dự án tương tự khác trên khắp hành tinh học hỏi. Đúng, nó giúp tôi tỉnh táo, giúp tôi đi đúng hướng, nó nuôi dưỡng tôi. Và chừng nào điều đó vẫn tiếp diễn, chẳng có lý do gì mà tôi phải nghĩ tới làm việc gì khác cả. Tại Cộng hòa Congo, các khu chợ công cộng như ngôi chợ ở thành phố ven biển Point Noir này thường có rất nhiều các quầy hàng bán cá hun khói với giá khoảng $4 một kg. Việc hun khói những con cá này cần rất nhiều gỗ và nhu cầu nhiên liệu cao đã góp phần làm suy giảm diện tích rừng ngập mặn ven biển của thành phố. Và khi nguồn cung cấp gỗ từ rừng ngập mặn cạn kiệt, những người khai thác gỗ được cho là đã chuyển vào đất liền để đến các cánh rừng nhiệt đới, theo Rosoy Foundation, một tổ chức môi trường. Bạn có thể sẽ phải mất hàng giờ để hun khói cá, nếu có quá nhiều chất béo. Nếu không có quá nhiều mỡ thì cũng không mất nhiều thời gian. Còn củi thì tùy theo số lượng cá. Không có nhiều thì tốn ít gỗ, nhưng khi có nhiều thì cũng cần rất nhiều gỗ. Dân số Point Noir đã tăng gần gấp đôi trong 11 năm qua. Và những người làm nghề hun cá như Laurent cho biết cần nhiều gỗ hơn để đáp ứng nhu cầu cá ngày càng cao. Các khu chợ tương tự cũng bán than và củi, dẫn đến số lượng cây bị chặt hạ ngày càng nhiều hơn. Fabrice Kifani, một tiểu phu, cho biết anh bán gỗ cho một cộng đồng người bên Anh ở Point Noir chuyên hun khói cá. Kifani làm việc trái phép, không được phép chặt cây. Gỗ rừng ngập mặn được chặt thành từng khúc 30 phân và bán cho cộng đồng người Benin để hun khói cá. Các doanh nhân còn dùng củi để nướng thịt. Chúng được cắt thành từng miếng dài hàng mét. Cây cối xung quanh chúng tôi cũng được dùng để làm than. Các nhà đổi mới đã đề xuất các giải pháp thay thế, chẳng hạn như lò ga năng suất cao hơn để giảm thời gian hun khói và sự phụ thuộc vào củi. Lawrence, người hun cá, đang gặp vấn đề về sức khỏe vì công việc này, cho biết cô đã sẵn sàng chuyển đổi. Nếu có thể dùng lò nướng để hun cá nhanh hơn, thì những người phụ nữ sẽ được lợi. Các quan chức từ cơ quan bảo vệ động vật và thực vật cho biết họ chưa nghiên cứu sâu về tác động của việc hun cá đối với môi trường. Nhưng vào năm 2007, một nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới cho thấy mỗi người dân ở Cộng hòa Congo sử dụng khoảng 1 mét khối gỗ mỗi năm, nâng tổng lượng tiêu thụ trên toàn quốc lên 100 triệu mét khối. Hiệp hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ở Congo cũng đã cảnh báo về việc khai thác gỗ trái phép và tác động của nó đối với môi trường. Nhưng bất chấp những cảnh báo này, củi là lựa chọn hàng đầu của 86,7% dân số ở quận Kulu, bao gồm cả Point Noir. Theo số liệu của địa phương, chỉ riêng năm 2021, người dân đã đốt 13.913 tấn củi và 8.967 tấn than củi. Robot trí tuệ nhân tạo là vũ khí công nghệ cao mới trong cuộc chiến loại bỏ tận gốc cây bị sâu bệnh trên các cánh đồng ở Hà Lan. Robot đi kiểm tra từng cây hoa tulip và tiêu diệt những cây bị bệnh. Các robot này đang thế chỗ công nhân làm vườn có nhiệm vụ coi sóc cánh đồng hoa và tìm kiếm loại bỏ cây bị hỏng. Đội ngũ robot này làm việc ngày thường lẫn cuối tuần, ban đêm lẫn ban ngày mà không bao giờ phàn nàn, mặc dù phải quần quật với công việc mà đối với một người nông dân bình thường sẽ là cực nhọc. Vào một buổi sáng mùa xuân đầy gió, robot di chuyển dọc theo những hàng hoa tulip, kiểm tra từng cây hoa và khi cần thiết tiêu diệt những gốc bị bệnh để ngăn chặn sự lây lan của virus phá hoại hoa tulip. Những gốc cây chết được loại bỏ trong nhà kho phân loại sau khi chúng được thu hoạch. Virus làm chậm sự sinh trưởng và phát triển của cây, khiến hoa nhỏ hơn và yếu hơn. Nó cũng làm suy yếu gốc, khiến cây khó trổ hoa. Trên mỗi cánh đồng hoa tulip đều có một tỷ lệ hoa tulip bị bệnh nhất định và hàng năm chúng cần được loại bỏ để ngăn những bông hoa tulip bị bệnh lây nhiễm sang những bông hoa tulip khỏe mạnh khác. Và chúng tôi thường làm việc đó bằng tay và không bao giờ có thể làm mọi thứ trong một năm vì quá nhiều. Và bây giờ chúng tôi có robot ở đây, thực sự tuyệt vời. Robot lăn qua các cánh đồng với tốc độ 1 cây số mỗi giờ để săn lùng những sọc đỏ trên lá của những bông hoa bị nhiễm bệnh. Eric de Jong thuộc công ty A2L Robotics sản xuất ra robot làm vườn này cho biết trí tuệ nhân tạo giúp xác định những bông hoa bị bệnh và phối hợp với tọa độ GPS cho phép xác định chính xác những bông hoa cần phải tiêu hủy. Kỹ năng và tính hiệu quả của robot cũng tỷ lệ thuận với giá thành của nó, mỗi con có giá tới 200.000 đô la. Là một phần trong nỗ lực ngăn chặn virus gây bệnh cho hoa, hiện có 45 robot tuần tra trên các cánh đồng hoa tulip khắp Hà Lan khi thời tiết đang ấm lên và nông dân sắp vào mùa làm việc cao điểm. Mời quý vị đón theo dõi các tin tức mới nhất của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA qua podcast Thời sự quốc tế VOA trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào biểu tượng chuông ngay dưới logo Thời sự quốc tế VOA để được thông báo các chương trình mới nhất. VOA tiếng nói từ Hoa Kỳ. Welcome to English in a minute. Pavement is any hard surface, like a street or sidewalk. To pound something means to beat it. But what could pound the pavement mean? I heard you're helping Enrico find a job. Yes, I am. And how's that going? Well, I had him pound the pavement all day yesterday, and now he has many job leads. I saw him on TV yesterday. He was at the baseball game, and it was a very long game. Enrico! When you pound the pavement, you walk on a lot of city streets to get something done. You can do this for all sorts of reasons, but the most common way we use this phrase is when talking about looking for employment. Trong những thời khắc thay đổi, khi thế giới dường như không chắc chắn và những gì chúng ta nghe không phản ánh đúng những gì chúng ta thấy, chúng ta tìm kiếm sự thật. Khi chúng ta chỉ được biết một phần của câu chuyện, chúng ta mất niềm tin. Trong những thời khắc khủng hoảng, hoài bão, hy vọng và ước nguyện của chúng ta về một ngày mai tươi sáng hơn phụ thuộc vào một nền báo chí tự do. Tại Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, chúng tôi mang đến cho bạn những câu chuyện mà người ta bất chấp rủi ro để nhìn thấy. Chúng tôi kết nối thế giới và đoàn kết thế giới bằng sự thật. Tại Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, chúng tôi cho bạn thấy bức tranh toàn cảnh.